Đây. Không biết nhảy kiểu gì. Đây cho mượn máy quay 4K HDR này. Bình luận vào. Thôi bình luận thôi này, bình luận đi. Sau đây sẽ mở gà siêu to khổng lồ, bánh tương siêu to khổng lồ. Đồ Việt Nam gửi sang đấy. Bún tươi. Bún chửi. À. Bún tươi ba gói. Có bánh chưng to phết nhỉ. Ừ, bánh chưng này hợp lý đấy nhỉ. Hợp lý phết. Ăn tốt nhỉ. Nó xứng đáng đồ tiền nhỉ. Đây là gì đấy? Một cân đấy. Giá lốt à? Ừ. 200.000 cho bánh chưng. Bánh chưng xứng đáng rồi. Ở Việt Nam có 30.000 một cái. Bánh này phải 50 cơ, 50 đến 70 đấy. Cái đéo ra. Đây là gì đây? Đây là thả, à đâu, cải bắp, cải muối dưa rồi. Cái thảo. Cải muối dưa. Cải muối dưa. Một cân đấy. Đây, 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 có tờ giấy review đây. Cái nước mắm ngoài đây. Chuột ốc, bịch 500g. Cái gì? Ruột ốc á. Bánh chưng để lên bàn này này. Ồ, chả quế ai mua này? Cả em mới quý. Cái thế mình mua cái chả quế con này bắt tiền này. Ờ, xin mốt. Đủ mà thấy gà siêu to khổng lồ chứ. Ờ, gà ngon nhờ. Mấy con này. Đeo xí luôn. Không đá à? Không đá mà. Mai luộc được. Còn phê đấy. Ui, tôm đồng này. Cá lô phi này. Ui. Đồng bò. Đây, cảm ơn cụ quay lại cá thôi. Cá lô phi. Chúc mừng năm mới. Cụ đã đặt đồ nó nhiều này. Đây có cái hóa đơn mà. Đó được rồi. Có ai đặt gì thì mình nhớ mà. Cái là sò. Đâu? Mèo. Ốc. Đúng rồi. Đây có nướng mà. Hóa đơn đàng hoàng. Cái này gì đấy? Thì bà chỉ có da. Không có da đấy đâu. Nó có da đường. Nướng à? Rán nhỉ? Rán nó quay để ngon hết. Thì tôi chỉ ngon lắm anh nhỉ. Ừ, giòn tan. Ừ. Chúa. Anh muốn còn nhà thôi à? Chỉ có gà nhiều thôi.